cũng hay mà sao lại vẫn cứ bị thua. Họ về nhất nhưng cũng chỉ đáng ngang mình thôi. Lần thứ ba mình bị về nhì, giọt nước mắt cũng đã rơi. Nhưng mà đâu có mần răng đúng không? Niềm tin của triệu người dân yêu bóng đá trên Việt Nam đều đặt hết lên cho thế hệ U19. Dù đã thắng hay có đã thua, đừng khóc nhé các em ơi, hãy cứ tiếp tục cống hiến vì Việt Nam. Tuyệt vời rồi, U19 đã rất hay, U19 giờ các em đã rất 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 tiến bộ. Tuyệt vời rồi, U19 có lối chơi bóng đá quá đẹp, làm cho từng cổ động viên phát sốt không ngồi yên. Một thứ bóng đá man nhăn tuyển Việt Nam đã mang đến để người dân được trải qua những cảm xúc, rồi buồn vui đều đã có những nụ cười nở trên môi. Và tất cả đặt niềm tin vào các em. Oh yeah, tỏa sáng rất đúng lúc là chàng trai Nguyễn Công Phượng, đồng đội em ở ngày đó Nguyễn Văn Toàn, ở phía dưới là Xuân Trường đã cặp cùng Tuấn Anh, cùng với cặp trung vệ Đông Chiêu và Tiến Dũng. Tất cả các em đều đã trưởng thành và tiến bộ rất nhiều. Cảm ơn vị huấn luyện viên, người thầy đã dìu dắt các em. Và cảm ơn chính các em, người đã mang lại rất nhiều cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Tất cả mọi người đều tự hào về các em. Dù có thắng hay là thua cũng không quan trọng. Quan trọng các em đã cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của Việt Nam. Thank you. Niềm tin của triệu người dân yêu bóng đá đều đặt hết lên cho thế hệ U19. Dù đã thắng hay có đã thua, đừng khóc nhé các em ơi, hãy cứ tiếp tục cống hiến vì Việt Nam. Sa lang hê, I love you U19. Mình không gáy nhưng mình rất yêu các bạn. Sa rang hê, I love you, bóng đá quá đẹp, làm cho từng cổ động viên phát sướng không ngồi yên. Giây lạnh lạnh lẽ, bóng đá man nhăn tuyển Việt Nam đã mang đến để người dân được trải qua những cảm xúc, rồi buồn vui đều đã có những nụ cười nở trên môi. Và tất cả đặt niềm tin vào các em. Oh yeah, tỏa sáng rất đúng lúc là chàng trai Nguyễn Công Phượng, đồng đội em ở ngày đó Nguyễn Văn Toàn, ở phía dưới là Xuân Trường đã cặp cùng Tuấn Anh,